với miền quê Lai Vung, Đồng Tháp, ta không thể nào quên những cánh đồng thẳng cánh cỏ bay, những dòng kênh và sắc hồng tinh khiết của mùa sen nở. Có một người thật đậm chất lão nông, chất hai lúa như bà con thường gọi, thật không lẫn vào đâu phong cách chất phác đôn hậu mà hào phóng của cụ già miệt vườn Tây Nam Bộ. Ít người nghĩ đó là một anh hùng phi công tiêm kích nổi tiếng một thời. Dường như thời trai trẻ và chiến tích ông đã gửi lại đâu đó phía sau lưng để trở về với cuộc sống của cha ông, phong cách muôn thuở của bà con lối xóm. Nhìn cuộc sống ngày thường thật khó hình dung, ông là lớp phi công phản lực đầu tiên. Vâng, ông là Nguyễn Văn Bảy, anh hùng lực lượng vũ trang, một trong những phi công giao chiến với không lực Mỹ. Nhớ lại, từ ngày 5 tháng 8 năm 1964, không quân Mỹ bắt đầu ném bom miền Bắc Việt Nam với ý định đưa các miền quê này trở về thời kỳ đổ đá. Ngày 19 tháng 6 năm 1965, biên đội máy bay tiêm kích MiG-17 đầu tiên từ nước ngoài về hạ cánh xuống phi trường đất mẹ. Rồi những máy bay hiện đại thần sấm con ma đã lập tức đánh phủ đầu. MiG-17 tốc độ chậm, ra đời từ đầu Thế chiến II, chỉ được trang bị pháo cỡ nhỏ, liệu có thể là đối thủ? Bấy giờ, lực lượng không quân Việt Nam dẫu còn non trẻ phải lập tức vào trận đánh địch ở tầm cao, phối hợp với lưới lửa phòng không tầm thấp. Là một chiến sĩ miền Nam tập kết ra miền Bắc năm 1954, chiến sĩ Nguyễn Văn Bảy được ưu tiên học văn hóa. Ông Bảy vẫn nhớ ngày ấy, với phương châm cần gì học đó. Trong vòng 7 ngày, ông học xong 7 lớp để đủ tiêu chuẩn kiến thức lớp 10 trước khi gửi ra nước ngoài đào tạo phi công. Để trở thành phi công tiêm kích, sức bền thể lực và hệ thần kinh phải như chất thép và nhạy cảm. Không phải tất cả đều vượt qua được những bài tập nghiệt ngã. Đồng đội gọi vui anh chiến sĩ trẻ này là Bảy Cù. Gọi ta thì sao? Bảy Cù. Đầu tiên, Bảy Cù. Tôi hỏi Cù là cái gì bên tôi? Nói Cù là con gà Cù, đi đá anh ta. Chỉ thân, thân mà. Thân nghĩa là thân thật to, ngực thì đỏ. Em tay chân quèo vào gọi là anh Bảy Cù. Trận không chiến đầu tiên trên vùng trời Bắc Giang, chiếc MiG-17 do ông Bảy lái bị bắn thủng cả phía sau phía trước, ngay vị trí kính trước tam tinh bị thủng một lỗ bằng miệng chén. Thế mà Nguyễn Văn Bảy vẫn bình tĩnh dùng một tay bịt lỗ thủng, tay kia điều khiển máy bay trở về hạ cánh an toàn. Nhìn bên phải thấy chứ bốn nó vừa qua đầu rồi, máy bay mới lật nguyên xuống rồi mình lật trở lại nó lật cái mình lật, nhưng mà thả dù vụ cũng bóng đại cả rồi, rồi cũng bay theo cái ống của hoàng mà nó ta của rồi không có xả trước được, mà tôi không thấy đạn được đâu mình, mà tôi chưa hề thấy đạn được, mà rồi tới sân bay Nội Bài xong về mình nằm cả đêm ngủ rồi mới thắc mắc rồi. Tại sao mà người ta thấy mình không thấy?
Điều ngạc nhiên của tôi nhất là khi nhìn thấy cái máy bay này, không những nó bị thương ở đằng sau đuôi, mà nó còn bị thương ở phía trước nữa. Bị thương ở trước mà bảy nó về, nó lái về hạ cánh được. Trong cái trạng thái đó thì tôi, bản thân tôi thì đã phục rồi. Ung dung về máy bay còn nguyên, được về, tuy là nó thủng được về. Thế anh nó tự trên máy bay xuống, tôi đứng dưới tạc, hai anh em ôm nhau. Năm 1990, khi nhận quyết định nghỉ hưu, phi công Nguyễn Văn Bảy đưa vợ con trở lại quê nhà ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Sinh ra từ làng, nghề nông và mảnh đất quê hương lúc nào cũng như tha thiết gọi ông trở về. Đất quê dù màu mỡ nhưng ngày trở về hoang vu đầy cỏ dại. Hai vợ chồng ông chung sức cải tạo ruộng, làm chuồng trại chăn nuôi, đào ao thả cá. Cuộc sống điển viên tưởng như thư thái, nhưng thực ra trước đó phải đổ rất nhiều công sức. Vốn tính tình bộc trực, ông Bảy nói với nhóm làm phim, chuyện không chiến để sau. Và ông không theo bất cứ sự đạo diễn nào. Chúng tôi ghi lại những công việc thường ngày. Và quả thực, nhìn phong cách lao động kiên trì cẩn mẫn của ông mà lượng ra bản lĩnh con người. Ông nó chính, nhưng mà hồi nãy tính con ca lớn mà cắm ngược ở đầu chứ cắm mấy rồi. Có chuyện cháy dầu á. Niềm vui của gia đình ông là lúc hàn huyên cùng những người bạn đến thăm nhà. Món ăn quê hương miền Tây bình dị, nơi nào cũng giống nhau, chỉ có tình bạn là mang sắc thái riêng. Nhưng bây giờ là ông chịu khó học hỏi, ông làm nông dân. Ông sẽ đét hai con ruộng. Tao xạ xong rồi không? Sinh ra tao là dân, dân rồi mà tao lớn lên là tao làm nông mày. Bây giờ mùa này anh xả được mấy công? Ủa, có 5 công. Giống gì? Đó, giống là ăn dẻo. Dẻo là thơm, mình già rồi ăn mấy rồi, thơm rồi dẻo rồi, không có được. Anh Bảy thì anh về đây, anh làm ruộng, làm gãy, kêu hay giỏi, không ai bằng, ông Xuyên tối ngày luôn, nắng mưa, ông không có kể gì nắng mưa chứ, anh làm. Ông làm kêu giỏi hơn ở địa phương đây nữa. Để bay lên bầu trời thường phải có sức mạnh từ mặt đất. Thời thơ ấu, ông Bảy chỉ nhìn thấy máy bay bay qua cánh đồng này tiết trên cao. Rồi chính nhờ công sức, mồ hôi và cả máu của bà con đã đổ ra trên đồng ruộng, nhờ những nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa, mà anh chiến sĩ trẻ miền Nam và đồng đội đã bay lên. Ông yêu đồng ruộng vì đất đai luôn là nguồn sống muôn đời. Nhiều khi cặm cụi lao động một mình, ông tự đặt ra câu hỏi, nên tác động vào đâu trong quãng sinh trưởng của vòng đời cây lúa để năng suất cao hơn. Vậy là ông tìm đến trao đổi với các nhà sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Mời họ đến cùng xem xét, nghiên cứu tại đồng ruộng của bà con xóm ấp. Ông trở thành bạn bè, khách hàng thân thiết của công ty sản xuất phân bón Hạt Ngọc Trời. Ban lãnh đạo công ty rất quý người nông dân đặc biệt này. Nó cái này là nó nở là tuổi hai rồi, nhiều, nhiều quá trời ta. Không dạ. Đụng mình mới nhắn giảng là coi như là rồi có xong lao xong. Đối với anh Bảy đó, ông là cái người mà rất là sáng tạo, rất là thông minh, rất là luôn luôn tìm kiếm cái mới và những vấn đề nó mang tính chất về nguyên lý, về khoa học đó. Ngay trong sản xuất, ông đã có những cái đóng góp, có những cái góp ý cho anh em trong cách làm, trong những vấn đề thuộc về phải suy nghĩ về khoa học, cái hướng đi. Con người đó là con người cho tới giờ phút cuối, tôi thấy tới bây giờ vẫn là có một cái giá trị đặc biệt. Từ thực tiễn trên bầu trời Việt Nam,
Nguyễn Văn Bảy đã sáng tạo ra lối cận chiến trên không, phù hợp với điều kiện trang bị và tính năng máy bay MiG-17 tốc độ chậm và vòng lượn hẹp. Cách đánh đó vốn không có trong giáo trình đào tạo. Ước lượng khoảng cách máy bay Mỹ có thể phóng tên lửa, anh lật cánh tránh gấp và vòng lại, có khi chỉ cách những chiếc thần giấm con ma 300, thậm chí 100 mét mới nổ súng. Máy bay địch không thể nào tránh kịp. Cựu phi công Nguyễn Văn Bảy kể lại cách đánh thời đó với thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay. Khi mà mình nổ súng, mình phán đoán cự ly bao nhiêu. Nhiều anh không phán đoán được, xa lắc xa lơ và nó đã bắn rồi. Từ sân bay Đáp mà hướng về cầu Hữu Lũng, về vùng Hữu Lũng thì đi với góc độ là gần như 90 độ. Thì thấy, tôi nhìn thấy một chiếc F-105, nhưng mà lúc đó tôi bảo là gì, công kích gì xa dữ người ta, trong bộ phim nói vậy, gì công kích xa vậy. Đây, ông nghiêng, ông tăng lực. Mà MiG-17 mà tăng lực mà đuổi F-105 mà nó bay thẳng. Thì là nó bị phi đạn, nó bắn vào, nó vào. Xem xuống. Nó đi đạn đi dọc, nắm cò cái đạn lửa, chúng biết rồi. Đạn trước đạn sau tôi điều chỉnh cho tôi không có ngắm, trời ngồi co ngắm nhìn nó lâu, chúng thôi mà thấy trước là dùng tay lại, mà thấy sau thì kéo lên một chút là lại nhấn vào thằng đó. Cách đánh của anh Bảy đó, của anh Hùng Bảy đó là cận chiến, quyết liệt, bắn trúng ngay cái loạt đạn đầu tiên và đã bắn là bắn rơi tại chỗ. Đấy là cái quyết liệt, cái dũng cảm, cái mưu trí sáng tạo của anh Hùng Bảy trong chiến đấu. Điện đài phi công Mỹ nghe được thường có từ Tun. Họ cho rằng đó là tên của phi công siêu cấp bên cạnh lưới lửa phòng không dày đặc tầm thấp tầm cao. Trong giai đoạn 1965-1967, phi công Nguyễn Văn Bảy đã bắn rơi 7 máy bay hiện đại thần sấm con ma thập tự quân. Mãi sau này, các phi công Mỹ mới biết đại tá Tun chính là anh hùng Nguyễn Văn Bảy. Ngày ấy, MiG-17 chỉ được trang bị 3 khẩu pháo cùng 200 viên đạn, nên phi công Nguyễn Văn Bảy chỉ quyết định nhấn nút bắn khi nhìn rõ buồng lái và số hiệu máy bay của đối phương. Một phi công bắn rơi 7 máy bay được coi là đẳng cấp Acer. Danh hiệu có từ Thế chiến 2, người Mỹ vốn sòng phẳng nên thật lòng ngưỡng mộ. Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua tháng 12 năm 1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh vui mừng khi nhân tố con người Việt Nam được phát huy cao độ. Với thành tích đặc biệt xuất sắc, Nguyễn Văn Bảy là một trong 3 phi công đầu tiên được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cùng với Trần Hanh và Lâm Văn Lích. Các anh là niềm tự hào của đồng đội, đất nước và dân tộc khi người Việt Nam giành chiến thắng ở tầm cao. Hơn 80 tuổi rồi, mắt đã mờ, chân đã chậm, nhưng vẫn phong độ của người lính dạn dày trận mạc trên lưng chiến mã. Hoàn toàn khác về trang bị, cơ cấu điều khiển, vũ khí tấn công so với những chiếc én bạc xưa kia. Nhưng thế hệ trẻ, một lòng ngưỡng mộ trước người anh hùng, có rất nhiều giờ bay chiến đấu trên không, với cách đánh sáng tạo và dũng cảm. Vì chỉ có như vậy mới bay lên và chiến thắng. Thế hệ hôm nay được làm chủ những máy bay hiện đại, hệ thống chỉ huy dẫn đường tiên tiến. Dù đã nhiều năm về với ruộng đồng, nhưng đại tá Nguyễn Văn Bảy không hề bỡ ngỡ trước công việc chỉ huy bay, bởi ông vẫn theo dõi thường xuyên qua sách
tạp chí hàng không, đặc biệt là những tiến bộ của không quân thế giới. Ngành giáo dục Đồng Tháp thường mời cựu chiến binh, đại tá Nguyễn Văn Bảy đến thăm các trường và nói chuyện với học sinh, bởi ông đã trở thành thần tượng trong lớp trẻ. Xuất hiện trước các cháu như một người ông đôn hậu, cựu phi công Nguyễn Văn Bảy ít nói về mình mà chỉ gieo vào lòng thế hệ trẻ những ước mơ hoài bão. Ông muốn truyền đến các em khí phách anh hùng của thế hệ ông cha, quyết bảo vệ mảnh đất này, bầu trời này khi đất nước bị kẻ thù xâm lược. Là người anh hùng mà không xa lạ trong cuộc sống đời thường, ông để lại dấu ấn trên cánh đồng, đường làng, trong tình cảm của bà con xóm ấp, phong cách thật sự của lão nông Nam Bộ, dẫu gần hết cuộc đời gắn bó với cánh bay. Cái mà tôi ấn tượng nhất là cái tính cách nông dân của anh ta. Bảy là nông dân đồng bằng sông Cửu Long, Bảy là nông dân của Nam Kỳ, của Nam Bộ. Cho nên là cái tính cách của anh ta nó chân thật, bao dung và rộng mở. Thời trẻ bay trên bầu trời, tuổi già dầm mình dưới kênh ao. Nhưng đây mới là quãng thời gian ông được sống tất cả cho gia đình. Vợ ông, bà Trần Thị Niên, vốn là cô học sinh con cán bộ tập kết ra miền Bắc. Bà kể, năm 1966, hai người làm đám cưới gần sân bay Két, Bắc Giang. 30 phút sau đám cưới, phi công Nguyễn Văn Bảy phải trở về sân bay trực chiến. Bà còn nhớ ngày ấy, cứ mỗi lần nghe tin không chiến, lại đạp xe từ khu tập thể Nam Đồng, nội thành Hà Nội, sang sân bay Gia Lâm để hỏi về tin tức trong nỗi lo thắt ruột. Bây giờ cuối đời mới được sống thật sự bên nhau, nhưng vợ chồng nhà nông tóc bạc trắng cả rồi. Các con sống nơi xa, nhưng căn nhà nhỏ này chẳng mấy khi vắng vẻ, bạn bè, đồng đội thường đến thăm nhau. Bà Niên lại cảm thấy vui khi trở thành người phục vụ cho bàn nhậu ngoài vườn. Trước bạn bè, ông Bảy không giấu nổi niềm xúc động biết ơn người vợ. Trong quá trình mình chiến tranh, mình đi đánh nhau thế, ba đứa con khi sinh ra tôi không được ở nhà, không có mặt ở nhà, nhưng mà do bà tất cả. Bây giờ đó, công lao của bà giờ nuôi con cái lớn lên trưởng thành, và tôi khi tôi về tôi cũng được hưởng cái đó, thì tôi thấy rằng bà rất là cảm động, mà tôi rất là thương yêu, coi như thương yêu bà. Mấy chục năm sau chiến tranh, nhiều phi công Mỹ cựu thù trên bầu trời năm trước đã về Đồng Tháp diện kiến đại tá anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Bảy, trong đó có tướng không quân Steve Ritchie, người từng lái chiếc F-4, và thiếu tá Charlie Plum, người lái chiếc F-105 tham chiến trên bầu trời miền Bắc Việt Nam thuở ấy. Ngày nay thế thời đã khác, họ thân mật như những người bạn. Người lái chiếc MiG-17 nhỏ bé năm xưa mời ông cựu binh Mỹ ăn quả vườn nhà, uống chén rượu lai vung. Dù ngôn ngữ bất đồng, nhưng dễ hiểu nhau khi kể lại những tình huống trên bầu trời năm ấy. Người cựu phi công Mỹ tặng ông cuốn sách về các trận không chiến đầy ấn tượng. Còn ông Bảy gài lên ngực áo người cựu thù năm trước huy hiệu Không quân Nhân dân Việt Nam.
họ là những cựu binh từng cận kề cái chết, nên giờ đây hiểu sâu sắc cái giá của hòa bình. Nhiều lúc nằm một mình, ông Bảy thường nghĩ đến Bác Hồ, người đã đưa những thanh niên nông dân như ông cất cánh bay trên bầu trời cao rộng. Nhớ đến lời hứa ngày đất nước thống nhất sẽ lái máy bay đưa Bác vào thăm lại đồng bào miền Nam. Lời hứa đó tuy không thành hiện thực, nhưng là động lực thôi thúc ông luôn nỗ lực cố gắng. Hôm nay, lão nông Nguyễn Văn Bảy lại khoác lên mình chiếc áo quân phục đã trở thành kỷ niệm. Đó là dịp ông ra Bắc thăm đoàn không quân Yên Thế, thăm bà con đã cưu mang mình và gia đình những người đồng đội. Bà Nguyễn Thị Mậu, vợ liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang, phi công Nguyễn Văn Lai, không thể kìm nén những giọt nước mắt khi gặp lại ông Bảy, bạn chiến đấu thân thiết của chồng mình. Năm 1966, khi anh Lai hy sinh, phi công Nguyễn Văn Bảy nhận cháu Phúc, con trai duy nhất của bạn, làm con nuôi, chăm sóc, dạy dỗ, chỉ bảo từng điều nhỏ. Giờ đây, đứng trước bia tưởng niệm các liệt sĩ của đoàn không quân Yên Thế, ông Bảy có thể yên lòng vì con bạn đã trưởng thành. Với phi công Nguyễn Văn Bảy, được trở về sống bình yên như bà con xóm ấp quê hương đã là niềm hạnh phúc. Cũng chỉ vì sự bình yên ấy mà bao người lính lên đường đánh giặc. Từ nhỏ tôi quen ruộng đồng rồi, khi mà về hưu tôi cũng phải bám ruộng đồng mà sống. Hai nữa, sống ở ruộng đồng á, cái không khí nó trong lành, lao động để vui, rồi có ăn. Về đây buổi sáng tôi lao động, tôi tập thể dục là tôi tưới cây nè, tôi trồng cây này, tôi chặt cây kia, tất cả các thứ là như thế, là vừa thoải mái tinh thần, vừa rèn luyện được sức khỏe. Đó, mình sống dù là thoải mái vậy thôi. Thời thơ ấu, nhìn cánh cò Đồng Tháp trao liệm giữa bầu trời, ông từng ước mơ được bay lên như thế. Người có công lao thật sự lại thích sống đời giản dị, được bà con yêu mến. Phải chăng đó là điều đáng suy nghĩ dành cho thế hệ hôm nay? Năm 1966, chàng phi công trẻ Nguyễn Văn Bảy hồ hởi khoe chiến tích chiếc máy bay đầu tiên mà anh bắn hạ. Khi ấy, Bảy mới cưới vợ được hơn một tuần. Đám cưới diễn ra vội vã trong vòng vài chục phút, rồi Nguyễn Văn Bảy lại mặc đồ bay và bay liền 12 ngày trước khi gặp lại vợ mình lần nữa. Để có được chiến tích đầu tiên ấy là cả một quá trình rèn luyện gian khổ của phi công Nguyễn Văn Bảy và các đồng đội. Trải qua 200 giờ bay huấn luyện trước khi đi vào tác chiến thực, trận đầu tiên xuất kích của Nguyễn Văn Bảy không được như mong đợi. Máy bay của ông bị trúng 84 vết đạn, nhưng ông vẫn từ chối buông dù, cố gắng điều khiển máy bay về hạ cánh an toàn. Theo đánh giá của các chuyên gia Liên Xô, thì đây là điều chưa từng có trong lịch sử hàng không thế giới. Chiến tích đó chính là khởi đầu cho những đỉnh cao sau này của ông. Rút kinh nghiệm từ trận đánh đầu tiên, phi công Nguyễn Văn Bảy
đã áp dụng cách đánh mới trong các lần xuất kích sau đó. Nhận thấy số lượng vũ khí trang bị trên MiG-17 là quá ít để đánh trực diện với máy bay địch. Giải pháp táo bạo được chàng phi công trẻ đưa ra là đánh giáp lá cà. Ông chỉ quyết định bóp cò khi đã tận mắt thấy phi công đọc rõ số hiệu trên máy bay địch. Cách đánh của anh Bảy đó, của anh Hùng Bảy đó là cận chiến, quyết liệt, bắn trúng ngay cái loạt đạn đầu tiên và đã bắn là bắn rừng tại chỗ. Đấy là cái quyết liệt, cái dũng cảm, cái mưu trí sáng tạo của anh Hùng Bảy trong chiến đấu. Thật vậy, trong không quân, nhiều phi công lái MiG-17 bắn rơi máy bay địch và được phong anh hùng. Nhưng phi công Nguyễn Văn Bảy là người đầu tiên và duy nhất lái MiG-17 bắn rơi được 7 máy bay địch hiện đại vượt trội hơn. Không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới, tính đến nay chưa có phi công nào làm được điều đó. Các thế hệ phi công sau này đều học tập cách đánh của Nguyễn Văn Bảy. Hồi xưa tôi cũng học tập đồng bào Việt Nam rồi. Giờ đánh với Mỹ là phải nắm thắng lưng Mỹ. Tôi cũng nắm thắng lưng địch, vô sát luôn, nắm thắng lưng địch, đấm, gọi là đấm. Thì cái cách đánh của mình như thế, 2 chiếc, nhiều khi tôi chơi với 10 mấy chiếc luôn. Mà tôi càng đấm, tôi vô giữa đội hình nó, tôi càng thích. Biết sao, mình vô giữa đội hình nó là nó bắn mình, nó thấy thằng phía trước, nó ngại. Còn mình á, có mình tôi đặt ngang cho tôi gặp nào tôi bữa, lấy tôi gặp nào tôi bắn, lấy tôi bắn thoải mái. Thành nó không có sợ. Ngày 1 tháng 1 năm 1967, Thượng úy phi công Nguyễn Văn Bảy, đại đội phó, đại đội 1, trung đoàn 923, quân chủng không quân, được nhà nước Việt Nam tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khi vừa tròn 31 tuổi. Và sau này, theo lời kể của các nhân chứng, thì chính Bác Hồ là người đã không cho ông trực tiếp lái máy bay chiến đấu nữa, mà chỉ đạo rút về hậu cứ để làm công tác đào tạo, huấn luyện phi công. Sở dĩ như vậy vì Bác lo ngại những phi công chiến đấu hàng đầu như ông Bảy nếu trực tiếp tham gia chiến đấu, không may có thể hy sinh. Ông Bảy kể, Bác Hồ nói nếu để phi công Bảy đi chiến đấu mà hy sinh thì sẽ cảm thấy có lỗi với đồng bào miền Nam. Trước khi tôi đi học bên Trung Quốc, Bác cũng đến gặp động viên. Bác hỏi ai là người Việt Nam. Bác nói người Việt Nam các chú phải chịu khó học thật giỏi. Sau này thống nhất nước nhà đưa bác về thăm đồng bào Việt Nam. Đồng bào Việt Nam thấy con em mình ra miền Bắc được học tập này. Và đồng bào Việt Nam rất là vui vẻ, rất phấn khởi. Tôi nhớ lại cái lời Bác Hồ dặn. Tôi cố gắng, tôi học. Thì cuối cùng là đạt thành công. Học tập tấm gương giản dị của Bác, rời xa cuộc sống binh ngũ, người anh hùng Nguyễn Văn Bảy trở về với cuộc sống nơi miệt vườn bình dị, giản đơn. Hết đào ao nuôi cá, trồng khoai mì, ông lại miệt mài đi tìm tòi giống lúa mới, loại cây hay mang về trồng thử nghiệm. Ngay trong sản xuất, ông đã có những cái đóng góp, có những cái góp ý cho anh em trong cách làm. Trong những vấn đề thuộc về phải suy nghĩ về khoa học, cái hướng đi. Con người đó là con người cho tới giờ phút cuối tôi thấy tới bây giờ vẫn là có một cái giá trị đặc biệt. Không chỉ vậy, lo cho mình chưa hết, ông Bảy còn luôn tận tâm lo cho bà con trong vùng. Một năm đôi lần, ông đến thăm và tặng gạo được ông gieo cấy từ mảnh ruộng sau nhà cho trường nuôi dạy trẻ khuyết tật thị xã Sa Đéc. Bằng uy tín của mình, ông Bảy còn đứng ra kêu gọi bà con trong ấp, đóng góp tiền, kéo đường điện sinh hoạt, rồi tất bật vận động bà con lối xóm, rải sỏi đắp đường. Bởi vậy, hình ảnh của người lính bộ đội Cụ Hồ trong lòng dân lại càng thêm vững chắc. Mới đầu thì ảnh sức vốn ra, rồi ảnh đóng xong rồi gì cái cũng như là ảnh điếm hộ bao nhiêu hộ vậy đó, rồi cái chia ra mỗi người đóng nhiêu vậy đó, gom góp rồi mấy tháng sau có điện, mà cũng như là nhờ anh Bảy anh về đây là mới có điện, chứ nếu không có anh Bảy cũng chưa chắc gì có điện.
Bầu trời hòa bình của quê hương ngày hôm nay là chiến trường của những người lính không quân Việt Nam quên mình vì tổ quốc trong quá khứ. Màu xanh yên bình ấy đã được đánh đổi bằng máu của tiền phương và nước mắt của hậu phương qua những trận không chiến oai hùng của không quân nhân dân Việt Nam mà đại tá anh hùng lực lượng vũ trang phi công Nguyễn Văn Bảy là một điển hình ưu tú nhất.